Vâng, xin chào các bác nhá. Em lại tiếp tục lên cho các bác một cặp bát nữa nhá. Đấy, đợt này không hiểu cuối năm các bác gọi là đố chế độ nhiều hay sao mà gọi là gọi cho em hỏi bát rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay em tranh thủ lên tiếp cặp nữa này. Đấy, xong cặp này là em lại phải đi khui hàng nhá. Lại tiếp tục phải đi khui hàng vừa về kìa. Lại thì lại phải đưa vào kho xong là bớt lại, chắc chỉ bớt lại 2 kiện khui xem có gì hay quay tiếp cho các bác nhá. Đấy. Rồi, đấy thì tranh thủ lên nhanh cho các bác cặp bát này, đấy, các bác hỏi thì lên luôn. Thì đây là cặp bát 12 các bác nhá. Đây, đó hết viền là 12 này. Đấy. Đường kính của con này thì nó là 11.5 này. Là tâm mốc chéo là 11.5 này. Tâm mốc vuông này, tâm mốc vuông là 8 này, đấy. Con này thì về các bác thích thì làm bát mà không thích thì làm trung âm cũng ok. Không vấn đề nhá. Đấy. Đấy, làm bát cũng được mà làm trung âm thì cũng ok. Làm trung âm thì lấy con này làm trung âm thì lại đỉnh quá. Đấy, nó lại quá đẳng cấp các bạn. Đấy, sang quá. Đây. Dòng của Onkyo công suất 25W trở kháng 5.5 này. Những con này nhá, bác nào mà chế cháo nhá, về có thùng loa các thứ đấu vào hoặc là thay thế những con bát ở nhà đều tuyệt vời các bạn. Bây giờ mà các bác đi sửa những con bát nha, ví dụ nó lệch côn lệch từ em thật đi sửa bây giờ mất vài trăm nghìn. Đấy, đi lại rất mất thời gian. Thay vì như vậy em nghĩ là các bác lấy luôn cặp này về này. Về kẻ mình chưa dùng đến thì mình cứ để vào đấy. Đấy. Đến lúc ví dụ nào mà bát mình có trục trặc thì mình bỏ ra mình thay luôn, nó tiện các bạn. Chứ bây giờ em nghĩ là đi thay nó mất thời gian mà bây giờ cũng chả ai thay đâu. Mà bây giờ những con bát này nó rẻ lắm. Em nhập từ bên kia về đấy, hàng xịn luôn từ bên kia về. Nó giá nó bình dân lắm, nó không như ngày xưa. Đấy. Giá của những dòng này bây giờ nó có bao nhiêu đâu các bác? Vâng. Con này thì có 200.000 một cặp nhá. Đấy, có 200.000, em xin lỗi 200.000 một chiếc. Đấy, 400.000 một cặp, quá rẻ. 200.000 nhá, các bác bây giờ đi sửa một con bây giờ nhá thì nó cũng phải rơi khoảng là 200.000 rồi, đi thay các thứ. Công đi công lại nó phải 200.000 bát. Đấy. Thế công thay như vậy mà sửa chữa thì nhiều khi nó cũng không đạt chỉ tiêu. Đấy, gặp gọi là những bác thợ cứng ở trên nó đúc như nhà em thì may ra thì còn ok, chứ còn gặp mấy thợ ngoài lần vẩn thì chắc cũng vứt các bạn. Đấy. Thế nên là em nghĩ là thay vì như vậy thì các bác cứ chốt luôn những con này về, cứ việc dùng, không phải ngần ngại gì các bạn, cứ việc dùng cho em nhá. Đấy, thay vào là dùng luôn, có 200.000 một chiếc thôi. Đấy, tính ra là có 400.000 một cặp. Về cứ để đấy cũng được các bạn, hoặc là mình có thể độ thêm vào làm trung âm được, hay tuyệt vời. Đấy, thì bác nào chốt cặp này thì alo lại ngay cho em. Vâng, qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Đây, đấy, gần sốt mút, bát bằng giấy, tiếng ngoánh cực mềm luôn. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.